Ba vạn quân lính canh chừng một cô gái, nhưng ai cũng vô cùng run sợ. Ngay cả khi họ canh giữ cô gái chặt chẽ, nhưng vẫn để cô ta dùng một cách không ngờ đến để trốn thoát. Cô ta lấy một túi thuốc nổ từ dưới gầm bàn, sau đó rút mấy viên gạch ra khỏi tường. Sau khi cô ta nhét thuốc nổ vào bức tường, cô ta kéo một sợi dây thừng từ dưới tấm nệm ra. Sau đó cô ta lật chăn lên, bên dưới là những con dao được cô ta vót bằng gỗ. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cô ta lấy nến đốt dây pháo. Một tiếng nổ vang lên, vòng vây bất khả xâm phạm cuối cùng cũng bị phá. Cô gái nhanh chóng ném sợi dây ra vách đá ngoài cửa hang. Khi binh lính chạy tới lỗ hổng, cô gái đang leo theo sợi dây, đắp đất an toàn. Mặc dù lần này cô ta may mắn trốn thoát, nhưng con đường tiếp theo lại khiến cô đau khổ. Cô gái này tên Tô Thiếu Khanh. Trước khi bị bắt, cô ta là đặc vụ hàng đầu của bộ chỉ huy quân sự. Một tổ chức ngầm đã bắt giữ cô và tìm một người giống hệt với cô, thành công thay thế Tô Thiếu Khanh, thâm nhập vào bộ chỉ huy. Cùng sự hợp tác với tổ chức ngầm, cô ta liên tục lập công, trở thành một ngôi sao đang lên của cục chỉ huy quân sự. Nếu lần này Tô Thiếu Khanh thoát được, hậu quả không thể lường được. Thế là đối phương đã cử nhiều binh lính, bằng bất cứ giá nào cũng phải giết Tô Thiếu Khanh. Nhưng Tô Thiếu Khanh dù sao cũng là đặc vụ giỏi, trước sự bao vây của hàng vạn người, cô vẫn lao ra khỏi vòng vây. Cô là ai? Ông không có tư cách để hỏi. Nói với cấp trên của ông, mau cho xe đưa tôi đến bộ tư lệnh Giang Phường. Khẩu khí lớn gớm nhỉ. Do sự kiêu ngạo của Tô Thiếu Khanh, hơn nữa cô cũng không thể chứng minh danh tính. Điều này khiến tiểu đoàn trưởng Vương tức giận. Ông ta liền ra lệnh kéo cô gái này ra bắn. Nhưng sao Tô Thiếu Khanh có thể để người khác giết mình? Trên đường đến phát trường, cô đã xử mấy binh lính rồi trộm xe, lại chạy trốn lần nữa. Sau khi bộ chỉ huy cấp cao biết Tô Thiếu Khanh đã chạy thoát, đã nhanh chóng lên phương án hành động và ra lệnh mới nhất cho tổ chức ngầm Nam Kinh. Báo cáo ngay cho tổ chức ở Nam Kinh tình hình của chúng ta, yêu cầu họ thực hiện các biện pháp cần thiết, đồng thời lệnh cho đồng chí Ngư Thích nhanh chóng rút lui. Rõ. Sau khi nhận được chỉ thị từ cấp trên thì tổ chức ở Nam Kinh lập tức truyền lệnh cho nữ điệp viên có mật danh Ngư Thích này. Không thể rút, tôi đã thâm nhập vào cơ quan nội bộ rồi, chỉ để lấy được kế hoạch Giang Phường. Nếu tôi rút, khả năng bị lộ rất cao, nó nhất định gây ra các phản ứng dây chuyền khác nhau, không được như thế tổn thất quá lớn. Ngư Thích cho rằng bây giờ chưa đến lúc nên không thể rút. Nếu hiện tại mà rút, tất cả sự sắp đặt trước đây của họ sẽ trở nên vô nghĩa. Đỗ Tự Viễn ở tổ chức Nam Kinh sau khi nghe Ngư Thích phân tích cũng cảm thấy bọn họ còn có cách khác. Chỉ cần có thể xử lý Tô Thiếu Khanh trên đường, Ngư Thích sẽ không bị lộ. Thế là họ lập tức phân tích tất cả tuyến đường về Nam Kinh mà Tô Thiếu Khanh có thể đi mà không có ai bao vây. Tô Thiếu Khanh hiện tại bị bao vây khắp nơi. Không chỉ phía tổ chức ngầm đuổi theo cô, tiểu đoàn trưởng Vương của bộ chỉ huy cũng cho người tìm cô khắp nơi. Sau khi đuổi theo hàng ngàn cây số, Tô Thiếu Khanh cuối cùng đã bị chặn bởi quân du kích. Đứng yên đó, đừng có chạy. Nữ đặc công giả ngốc giúp quân Nhật giặt đồ, lúc rũ quần áo lại phát hiện có tờ giấy rơi ra. Nhìn kỹ hơn thì ra là một tờ điện tín cơ mật. Cô nhìn sang bên thấy nữ binh Nhật đang nghịch nước. Chu Lệ Na nhân lúc người phụ nữ kia không chú ý xem thông tin quan trọng bên trong, đột nhiên một tia sáng vụt qua mắt cô. Cô biết rằng phía bên kia có người đang theo dõi cô. Cô biết đó là một tên phát xít nữa, đang thăm dò xem cô có phải giả điên không. Sau đó cô bỏ thư vào mồm cắn, sau đó xem như không có việc gì tiếp tục giặt đồ. Hai nữ phát xít phía đối diện thấy hành động này của Chu Lệ Na nên không nghi ngờ nữa. Thấy trời sắp đổ mưa, nữ phát xít kia liền chạy lại bảo mình phải về. Lá thư vẫn còn nguyên vẹn trong túi áo, nhưng chúng hoàn toàn không buông bỏ đề phòng với Chu Lệ Na. Lúc quay lại đã đưa cho cô viên kẹo, bảo cô nhanh chóng quét dọn sạch sẽ. Mau quét đi, tôi sẽ thưởng cho. Nhưng khi Chu Lệ Na quét tới cửa, qua khe cửa cô nhìn thấy có một tờ giấy để trên bàn. Tờ giấy đó nói rằng họ sẽ ám sát Lôi Chấn. Nhưng lúc này Chu Lệ Na bắt đầu nghi ngờ, đây liệu có phải một cái bẫy để bọn chúng thử cô. Thế là cô nghĩ ra một cách, sau đó lặng lẽ đi ra dưới cái cây ngoài sân, nhét cái gì đó vào trong hộp cây, rồi lại quay trở vào, quan sát mọi chuyện qua khe cửa. Như dự liệu, nữ phát xít chợp mắt liền chạy ra, lấy cái túi cô vừa để vào hộp cây ra. Lúc này Chu Lệ Na mới thở phào, may mình không trúng kế. Nữ phát xít nhận ra thứ cô vừa để vào chỉ có vỏ kẹo. Sau khi kiểm tra đủ kiểu nhưng không phát hiện ra điều gì, thật sự siêu tầm vỏ kẹo sao? Xem ra cô ta điên thật rồi. Ngày hôm sau, Miyoko thực hiện thử thách thứ ba. Cô ta lợi dụng tin tức quân phát xít sắp tấn công Chi Giang bằng khí độc, đem tin nói với Chu Lệ Na. Mắt còn chả dám chớp, xem phản ứng của Chu Lệ Na. Chu Lệ Na đương nhiên không dễ bị dắt mũi thế, thay vào đó cô đáp lại họ bằng nụ cười ngờ nghịch. Nữ phát xít không thấy gì khả nghi thì không để tâm nữa. Mà bên thành phố Chi Giang lúc này, quân đoàn của Lý Thiên Long đã hay tin quân Nhật sẽ tấn công thành phố bằng khí độc. Để ngăn chặn hành động này, Lý Thiên Long phái Lôi Chấn đến binh đoàn Tiêu Việt nhờ hỗ trợ ngăn chặn hành động này. Nhưng tin bọn Lôi Chấn rời thành phố đã nhanh chóng bị Miyoko nắm được. Cô ta cũng đoán được mục đích của Lôi Chấn, thế là liền ra lệnh chuẩn bị ngăn chặn. Khi Miyoko đang kiểm tra giấy chứng nhận thông quan, liền phát hiện khăn tay của nữ phát xít chuột mắt đã không thấy đâu. Cô bị hủy tư cách là thành viên của nhóm, sau đó để cô ta lại trông Chu Lệ Na. Thế là cô ta liền tìm Chu Lệ Na phát tiết. Cô ta nghi ngờ Chu Lệ Na đã đánh rơi khăn của mình, cho nên cô ta mới bị Miyoko sỉ nhục. Cô lấy trộm khăn tay của tôi đúng không? Tôi bóp chết cô, bóp chết cô. Lúc này Chu Lệ Na mới nhớ ra bọn Miyoko đã rời đi, thế là cô liền nghĩ ra biện pháp ứng phó. Chu Lệ Na liền phản công, thắt cổ của nữ phát xít bằng xích sắt.